Chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai xin chia sẻ với các bạn là Quỳnh Mai mới mua được một chậu sen đá ở tiệm Lô. Các bạn nhìn thấy trong cái chậu sen đá mà Quỳnh Mai mới mua có rất nhiều loại sen đá khác nhau. Đó, các bạn nhìn thấy bên đây là sen đá. Ngoài cái cánh của nó thì màu đỏ, thì Quỳnh Mai được đây là một bụi sen đá giống nhau là 2, 3, 4. Rồi bên đây sen đá màu xanh, toàn bộ cái lá của nó màu xanh hết. Thì còn đây thì ở ngoài đầu chót của cánh lá thì màu đỏ. Đó là ba loại rồi. Người ta để chính giữa là cái loại sen đá này, cái đầu lá thì hình bầu dục. Còn thêm một loại phía bên đây người ta trồng vào thì các bạn nhìn thấy cái lá sen đá có cái lỗ ở chính giữa nè, nhìn rất là đẹp luôn. Thì cái loại này người ta trồng vô trong cái chậu này là được 3 bụi các bạn. Vậy là 4 bụi, vậy là được 3 loại khác nhau rồi. Bây giờ thêm một loại sen đá, cái lá của nó phớt trắng như là người ta có rải phấn vậy đó các bạn. Rồi đây là một bụi sen đá khác nữa, nó gồm những cái lá nhỏ li ti. Đó. Thì người ta trồng vào đây được ba bụi. Vậy thì trong cái chậu sen đá này người ta kết hợp lại là nhiều loại khác nhau các bạn, và mỗi loại thì được 2-3 bụi đó. Cái này cái cánh của nó màu hơi trắng, và cái lá nó thì nhỏ và nó mọc ra làm nhiều nhánh cao lên. Còn bên đây thì cái cánh lá của nó đầu nhọn và cánh màu hồng. Rồi cái hình sen nó cũng khác. Bên đây thì cái hình này, cái sen đá này thì có viền đỏ bao chung quanh cái lá, và cái lá đầu nhọn, và nó giống hệt như bông sao sen thiệt đó các bạn. Đó, bên đây cũng vậy. Tức là bây giờ mình may đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loại này là đặc biệt nhất, là ở trên cái đầu lá nó giống như cái túi vậy, rồi có cái lỗ các bạn đó, các bạn nhìn thấy. 7. Vậy là trong chậu này có 7 loại sen đá khác nhau các bạn. Và cái sen đá nào cũng có hình dáng đẹp và giống bông sen hết. Thì Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là mình mua như thế này nó rẻ hơn các bạn. Rẻ hơn là mình mua từng cây, từng chậu một. Như là cái cây sen đá này của Quỳnh Mai. Quỳnh Mai mua riêng lẻ một mình nó thì là 4 đồng 98 sen, là nó gần là 5 đô rồi đó các bạn. Thì bây giờ ở bên đây Quỳnh Mai cũng có cái cây sen đá giống hệt cây sen đá mà Quỳnh Mai mua riêng lẻ, mà Quỳnh Mai được tới 1, 2, 3, 4, Quỳnh Mai được 4 bụi sen đá giống như là cái bụi mà Quỳnh Mai mua riêng lẻ vậy. Nên các bạn mua những cây sen đá ở trong cái dĩ này thì lời hơn đó các bạn. Thì tại vì mỗi cây với giá là gần 5 đô la, mà ở trong này người ta đã trồng cho mình tới 7 loại, và mỗi loại có 2-3 cây các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy cái loại này khác, và cái đầu lá cánh nhọn rất là đẹp, và nó viền màu đỏ nha các bạn. Đó, viền đỏ rất là đẹp. Còn cái này nó ửng đỏ, nó khác. Rồi thêm
thêm cái cây sơn đá này đặc biệt các bạn, cái lá của nó không có giống như lá kia, mỗi lá nó đầu lá nó có cái lỗ giống như là cái miệng gì đó các bạn, rất là đặc biệt luôn. Nên mà cái lỗ này người ta trồng cho mình tới 3 bụi lần các bạn. Nên mình mai thấy là mình trồng sen đá, mình mua sen đá, mình mua cái loại mà người ta trồng trồng chung như thế này trong dĩ thì có lợi hơn, là với giá là ngoài tiệm ở lô bán 12 đô, còn một cây này thì là gần 5 đô rồi các bạn, là 4 đồng 98, còn nguyên dĩ như thế này thì là 12 đô mấy, thì nó có lợi hơn. Nên mình mai chia sẻ với các bạn về cái ý kiến của mình như thế đó. Thay vì mình mua 2 chậu này thì mình chỉ có hai cái cây sen đá này, còn mình mua nguyên cái dĩ này thì mình sẽ có 7 loại khác nhau các bạn. Rồi mình chiết ra mình trồng từng chậu nhỏ như thế này thì mình có 7 loại khác nhau, và mình có rất là nhiều luôn. Tại vì cái loại này người ta bỏ vô cho Quỳnh Mai là bốn 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 cây sen đá, còn cái này người ta bỏ vô cũng là 5 cây các bạn, vậy là 11 chậu rồi. Rồi thêm cái này cái sen đá lá màu xanh nè là 12 chậu. Rồi cái cây sen đá đặc biệt có cái miệng như thế này thì người ta để vô cho mình tới 4 bụi sen đá nữa là tới 19 chậu rồi. Rồi một cây sen đá ở chính giữa là 20 rồi. Một cây sen đá mà cái lá nhỏ tí màu trắng này nè thì mình mai được một cây là 21. Rồi cái cây sen đá nằm ở chỗ này nữa là 22, 22 cây tất cả các bạn. Nếu mà các bạn chiết ra để trồng thì được 22 cây các bạn, rất là lời luôn. Đó. Tại vì một bụi gì là 5 cây, 5 cây bên đây 4, cộng lại tất cả là 21. Thì Quỳnh Mai chia sẻ như vậy cho các bạn thấy là mình mua cái mà người ta trồng sẵn một ô như thế này rất là có lời luôn. Rồi bây giờ Quỳnh Mai xin tiếp tục chia sẻ với các bạn là cách làm cho cây sen đá này thành cây sen đá có thân gỗ. Tức là bây giờ cái cây sen đá của Quỳnh Mai nó đang mọc như thế này, thì muốn cho nó cao lên, nó có thân gỗ thì Quỳnh Mai sẽ hái những cái lá ở phía dưới này, những cái lá già ở phía dưới này ra, chung quanh của nó cũng được cỡ 5-6 lá các bạn. Rồi mình hái ra, rồi mình sẽ làm một cái chậu đất khác, rồi mình để cái lá sen đá này lên trên mặt đất, rồi sẽ phun nước thì nó sẽ mọc ra cây con, còn cái cây mẹ thì nó sẽ lú ra một cái khúc cây, cái khúc thân, bằng cái khúc thân của nó mà mình đã giựt cái lá ra rồi sẽ ló ra cỡ 1 cm. Rồi ở phía trên ngọn này nó sẽ từ từ mọc cái lá non ra các bạn, và nó sẽ mọc cao lên. Và cứ như thế là mình cứ việc lấy đi những cái lá sen già ở phía dưới để mình lấy ra, mình ương thành những cây con khác, rồi nó sẽ từ từ mọc cao lên, thì cái thân của nó sẽ mọc cao lên. Rồi bên đây Quỳnh Mai có cái con sen đá nó mọc từ thân ra nè các bạn, thì cái cây con này các bạn cũng lấy cái lá già ở phía trong ra để cho nó có cái thân
của nó lộ ra chính là cái thân gỗ đó các bạn. Và cái nhánh này nó càng ngày nó càng dài ra, và cái cây mẹ này nó cũng càng ngày càng cao lên. Rồi nếu mà các bạn làm như thế thì nó có thể mọc ra những cái nhánh chung quanh, rồi mình sẽ làm cho nó thành cây sen đá có thân gỗ cao lên cỡ 3-4 tấc, rất là đẹp đó các bạn. Và khi nó thành những cái thân gỗ vậy, mình sẽ uốn nó cong lại cho thành hình này hình kia cho đẹp. Rồi cây sen đá này nó sẽ có hoa, thì hoa của nó sẽ ở trên đầu cành rất là đẹp. Còn nếu mà mình không có làm nó cao lên, thân nó cao dài lên, thì nó cứ thấp như thế này, rồi nó sẽ mọc cây con chung quanh thành một bể, như giống như ở bên chậu bên đây các bạn. Chậu bên đây thì cây mẹ của nó nằm ở đây, rồi những cái lá nó sẽ mọc ra như thế này, mọc xung quanh như thế này, rồi mình chiết cây con ra, nhưng mà nó không có cao lên được các bạn. Bây giờ mình sẽ làm cho nó có thân gỗ cao lên và có nhánh ra, và cái nhánh nó cũng cao lên, thì nửa lớn nó sẽ rất là đẹp luôn các bạn. Vậy thì hôm nay mình Mai chia sẻ với các bạn là cách mua sen đá cho rẻ hơn là mình mua từng cây một các bạn. Mình mua nguyên cái chậu người ta bán như thế này ở trong vô mạc và trong lô rất là nhiều. Mình mua nguyên về này, tuy là giá của nó là 12 đô mình thấy mắc, nhưng mà tính ra không có mắc. Tại vì mỗi cây bán lẻ là 4 đồng 98 sen rồi. Mà cái này nguyên chậu thì có 12 đô. Về mình chiết ra trồng thì nó rất là rẻ luôn đó các bạn. Và Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là cách làm cho cây sen đá có thân gỗ và cao lên, có nhiều nhánh ra những cây đầu sen đá rất là đẹp luôn. Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ, like để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.